thực đơn khoan hạng nhất Kate và William thưởng thức có gì? Kate và William từng nhiều lần bay khoan hạng nhất của British Airways, nơi phục vụ các bữa ăn theo tiêu chuẩn hoàng gia. Giá vé khoan hạng nhất lên tới 10.000 bảng Anh cho những chuyến bay đường dài. Thực đơn hạng nhất trên máy bay British Airways được mô tả là trải nghiệm ẩm thực với các món ăn đặc trưng được chế biến từ nguyên liệu chất lượng tại Anh cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Bữa ăn được phục vụ giống các buổi tiệc tại cung điện hoàng gia. Mỗi chỗ ngồi đều được chuẩn bị khăn trải bàn trắng, dao kéo bằng bạc, lọ muối và hạt tiêu cá nhân cùng đồ thủy tinh cao cấp. Thực khách khoan hạng nhất có thể nhâm nhi rượu champagne không giới hạn. Trên mỗi thực đơn, British Airways giới thiệu, chúng tôi đã hợp tác với các đầu bếp, nhà cung cấp và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu để tạo ra bữa tiệc ẩm thực trên cao. Những món ăn và đồ uống tuyệt hảo nhất sẽ mang đến cho bạn hương vị trọn vẹn nhất ở độ cao hàng nghìn mét, kết hợp hoàn hảo với nhiều loại rượu vang. Cũng giống như các hành khách ở khoan hạng nhất, William và Kate thưởng thức từ các món canape thanh lịch đến bánh scone tươi với kem đông và mứt, filet bistec Aberdeen Angus áp chảo, hoặc cá tuyết nướng với tôm hùm và miso saikio. Một số nhà sáng tạo nội dung trên TikTok từng bay khoan hạng nhất của British Airways đã đăng tải nhiều video trải nghiệm ẩm thực. TikToker Han Lugan đã được phục vụ món vịt hun khói và bánh cuộn nấm cục măng tây, tôm hùm Bắc Đại Tây Dương cùng một miếng sườn cừu non xứ yêu nướng trên chuyến bay từ Dallas đến London. British Airways là một trong những hãng hàng không lớn và uy tín nhất thế giới, có trụ sở chính tại Anh. Hãng được biết đến với chất lượng dịch vụ cao cấp, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng các tiện nghi hiện đại trên máy bay. Hãng còn nổi tiếng bởi những trải nghiệm ẩm thực độc đáo trên các chuyến bay. Dù bay hạng phổ thông hay hạng thương gia, British Airways đều mang đến những món ăn ngon miệng và đa dạng, phản ánh văn hóa ẩm thực phong phú trên thế giới. Menu được thay đổi thường xuyên, bao gồm thực đơn dành cho người ăn chay, người ăn kiêng hoặc những người có yêu cầu đặc biệt về sức khỏe. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.